Người mẫu, doanh nhân nổi tiếng Amber Rose từ phản đối quay sang kêu gọi ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Hello. Xin chào. My name is Amber Tên tôi là Amber Rose. I'm a model tôi là một người mẫu và doanh nhân. Thank Cảm ơn you. Các bạn. Nhưng quan trọng nhất, tôi là một người mẹ. Thế giới của tôi xoay quanh việc chăm sóc các con của mình, giữ chúng an toàn và mang đến cho chúng cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là điều mà tất cả các bậc cha mẹ ở Mỹ đều mong muốn. Dù chúng ta là người Cộng hòa, Dân chủ, Bảo thủ hay tự do, tất cả đều muốn một đất nước tốt đẹp hơn cho con cái của mình. Nhưng tối nay, tôi đến đây để nói với mọi người rằng, bất kể nền tảng chính trị của mọi người là gì, cơ hội tốt nhất để chúng ta mang đến cho con cái mình một cuộc sống tốt đẹp hơn là bầu cho Donald Trump làm Tổng thống của Hoa Kỳ. Bây giờ mọi người có thể tự hỏi tại sao tôi lại đứng đây nói điều này. Tôi không phải là một chính trị gia và tôi cũng không muốn trở thành một chính trị gia. Nhưng tôi quan tâm đến sự thật và sự thật là truyền thông đã nói dối chúng ta về Donald Trump. Tôi biết điều này bởi vì trong một thời gian dài, tôi cũng tin vào những lời nói dối đó. Vì vậy, tôi đến đây để làm rõ sự thật. Người đầu tiên mà tôi biết ủng hộ Donald Trump chính là cha tôi. Tôi đã rất sốc. Gia đình tôi có sự đa dạng về chủng tộc. Và tôi tin vào tuyên truyền của cánh tả rằng Donald Trump là một kẻ phân biệt chủng tộc. Cha tôi nói, không phải vậy đâu Amber, con đang nói gì thế? Và khi tôi khăng khăng, ông ấy nói hãy chứng minh điều đó. Vì vậy, để chứng minh cha mình là sai, tôi đã tự mình nghiên cứu và tìm hiểu tất cả mọi thứ về Donald Trump. Mọi người cần phải tự mình nghiên cứu. Tôi đã xem tất cả các buổi meeting và tôi bắt đầu gặp gỡ rất nhiều bạn, những người ủng hộ đội mũ đỏ của ông ấy. Tôi nhận ra rằng Donald Trump và những người ủng hộ ông ấy không quan tâm nếu bạn là người da đen, da trắng, đồng tính hay dị tính, tất cả đều là tình yêu. Và đó là lúc tôi nhận ra rằng đây là những người của tôi, đây là nơi tôi thuộc về. Vì vậy, tôi đã từ bỏ nỗi sợ hãi bị phán xét, bị hiểu lầm, bị tấn công bởi cánh tả, và tôi cũng đã đội chiếc mũ đỏ. Cảm ơn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do và yêu đất nước mình hơn lúc này. Tôi muốn cảm ơn cha tôi, người đang có mặt trong khán giả tối nay, vì đã khai sáng cho tôi. Ông đã phục vụ hơn 20 năm trong quân đội Hoa Kỳ. Cha ở đâu? Con yêu cha. Con yêu cha rất nhiều. Cảm ơn cha. Và khi tôi gặp Tổng thống Trump cùng phu nhân Melania lần đầu tiên, ông ấy rất tử tế, hào phóng và hài hước. Rất hài hước. Còn đệ nhất phu nhân thì duyên dáng và thông minh, với nụ cười có thể làm sáng bừng bất kỳ căn phòng nào. Nếu bạn đang xem chương trình tối nay, bạn biết đất nước chúng ta đang gặp rắc rối. Giống như tôi, khi bạn đến cửa hàng và mua thực phẩm cho gia đình, bạn sốc. Khi bạn đổ đầy bình xăng, bạn tức giận. Tôi cũng vậy. Và khi mọi người bật tin tức, mọi người cảm thấy mệt mỏi. Lạm phát đang ngoài tầm kiểm soát. Và mọi người biết rõ trong lòng mình rằng, dưới thời Donald Trump, mọi thứ không như vậy. Thông điệp của tôi gửi đến mọi người tối nay xuất phát từ một nơi khiêm tốn. Cánh tả đã nói với tôi rằng, hãy ghét Trump, và tệ hơn nữa là hãy ghét những người ủng hộ ông ấy. Khi mọi người cắt bỏ những lời nói dối, mọi người sẽ nhận ra sự thật là các gia đình Mỹ đã tốt hơn khi Donald Trump làm Tổng thống. We
Chúng ta an toàn hơn, giàu có hơn và mạnh mẽ hơn. Bỏ phiếu cho Donald Trump là bỏ phiếu để đưa tiền trở lại vào túi của chúng ta và thức ăn ngon lên bàn ăn của con cái chúng ta. Đúng như Trump đã nói, đó là một lá phiếu để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn.